Anh Minh sống không nổi nữa rồi, anh Minh thực sự đã gồng muốn gãy lưng rồi và cần xả gấp một em siêu nhà phố thiết kế theo phong cách hiện đại cực kỳ đẹp, tọa lạc tại trục đường chính Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, một căn nhà hẻm một xẹt sát đường chính nha quý vị, với diện tích đẹp ngang 4m2, sâu vào 17m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, xe hơi đậu ngủ trong nhà thoải mái nha. Một căn nhà hướng Tây Nam phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Thiết kế cực đẹp, bộ ba nhà đẹp đã bán hết rồi, chỉ còn căn ở giữa thôi. Đường trước nhà là con đường nhựa rộng 5m sát với trục đường chính Phạm Văn Chiêu, đường cụt và cách trục đường chính khoảng tầm 3-40m thôi. Hẻm rất là đẹp nha quý vị, anh chị di chuyển xe hơi vào phía trong thoải mái nha. Đấy, căn nhà quá là ok luôn, giá rẻ, bây giờ chỉ còn giao bán với giá là 7 tỷ 400 triệu đồng thôi. Hai căn kế bên nhà mình đã bán hết rồi và chỉ còn duy nhất một căn nhà còn sót lại thôi nha quý vị. Diện tích 4m2, dài 17m và giá giao bán bây giờ chỉ còn 7 tỷ 400 triệu đồng. Trước đó thì anh Minh giao tới 8 tỷ rưỡi. Giảm xuống 1 tỷ mốt nha quý vị. Một căn nhà hướng Tây Nam cực kỳ đẹp luôn, xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân 2m, anh chị đậu thoải mái tầm 5 cái xe máy phía bên ngoài vô tư. Tường bên tay trái màn hình anh chị sẽ có tủ giày dép và ốp gạch cao lên đụng trần. Phía trên thì được lợp mái thái, bên trong thì sẽ có cửa nhôm sinh pha, rèm cửa, tặng lại sofa. Ở dưới thì được ốp gạch 80, hai bên tường cũng được ốp gạch cao lên tầm 3m. Đây, dưới này thì đậu xe hơi vô tư nha. Trên thì được bố trí đèn chùm thạch cao, đèn led rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Và giá giao bán bây giờ chỉ còn giá bán là 7 tỷ 400 triệu đồng thôi nha quý vị. Đấy, anh chị nào đang có nhu cầu sở hữu một căn nhà hẻm một xẹt xe hơi sát đường chính giá rẻ thì hãy alo ngay trực tiếp về tới nhà thật Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Cầu thang sẽ được đúc rộng tầm 90, ốp đá kim sa đen, tay vịn và trụ là gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly. Đối diện thì sẽ có tủ rượu. Đấy, đóng xích giắc rất là đẹp, rất là sang rồi. Diện tích dài 4m2, dài tới 17m, căn nhà giá bán chỉ có 7 tỷ 400 triệu thôi. Tặng bàn ăn sau ghế, tủ bếp của An Cường, bồn rửa chén bằng đá và ốp kính len tường, có ngăn để tủ lạnh, phía sau thì có nhà vệ sinh. Căn nhà bố trí cũng rất là đẹp nha quý vị. Và giá giao bán bây giờ chỉ còn 7 tỷ 400 triệu đồng thôi. Một cái mức giá bán vô cùng hợp lý cho những anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở, mua cho thuê hoặc là chúng ta mua đầu tư. Đấy, căn nhà rất là đẹp nha, trệt lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 toilet, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Ở khu vực này thì đầy đủ tiện ích, rất là gần. Phía trục đường ngoài Phạm Văn Chiêu, đường Cây Trâm này rất là gần. Khúc đường Phạm Văn Chiêu này gần với ngã ba đường Phạm Văn Chiêu và đường Cây Trâm nha quý vị. Đây, ở đây thì di chuyển về sân bay chắc đi khoảng tầm 15 phút đồng hồ thôi. Cách chắc khoảng tầm 5 cây nha quý vị. 5 cây là đến sân bay. Ở đây thì cũng khu vực trung tâm của Gò Vấp. Tầng lớn sẽ là phòng tiếp khách. Ốp nhựa PVC. Đấy, trên có đèn chùm thạch cao. Cũng rất là rộng, nhà diện tích dài, phòng rất là rộng. Được cái nhà diện tích dài, phòng rộng và đường hẻm một xẹt. Giá giao bán chỉ có 7 tỷ 400 triệu thôi. Một căn nhà xây mới hoàn toàn nha anh chị. Anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm những căn nhà tài chính trên dưới 7 tỷ, hãy alo ngay về Tem Hưng để được đi xem ngay căn nhà này. Một căn nhà rất là ok, rất là đẹp nha mọi người. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1 nha. Cái đèn chùm rất là to. Cầu thang đúc nhịp thấp dễ đi nha. Lầu 1 anh chị sẽ được bố trí hai phòng ngủ toilet riêng. Có giường đệm máy lạnh đầy đủ hết rồi. Dưới thì được ốp gạch 80. Đấy, phòng ngủ rộng rãi thoáng mát nha mọi người. Giá rất là thơm. Chỉ có 7 tỷ 4 thôi. Vẫn còn thương lượng. Lan can toàn bộ là nhôm đúc hết luôn. Nhôm đúc hết nha. Này không có lo gì xét nha quý vị. Căn nhà xây rất là chắc chắn, kiên cố và bề thế. Anh chị nào có nhu cầu mua hãy alo ngay đi. Một căn nhà giá giảm rồi và rất là thơm nha anh chị. Chỉ có 7 tỷ 400 triệu đồng thôi. Toilet riêng hết luôn. Vách tắm kính. Bồn cầu khối. Làm rất là ok nha mọi người. Còn có 7 tỷ 4 thôi. Phòng số 2 này. Giường đệm, máy lạnh.
Toàn đất dương. Giá thì giảm xuống quá là ngon rồi. Toilet đều về phía sau và có cửa sổ đằng sau luôn nha. Đây, vách tấm kính đầy đủ hết nha. Hướng Tây Nam nha anh chị, Tây Tứ Trạch. Chị nào thuộc hướng Tây Tứ Trạch chúng ta có thể alo ngay để được đi xem ngay căn nhà này. Sẽ thích được cái diện tích dài, có sân xe máy, đậu xe thoải mái. Lầu 2 thì cũng được làm giống y với lầu 1 thôi, cũng có hai phòng ngủ hai bên. Nhà quá là ok luôn nha quý vị. Anh chị nào đang có nhu cầu hãy alo ngay. Và nếu mà cảm thấy yêu quý em thì hãy nhớ thả like, bấm chuông nha. Có thắc mắc gì chúng ta sẽ nhận xét xuống dưới video, bà Hương trả lời 24/24. Lầu 3 này sẽ có phòng thờ, sân thượng trước và khu vực phòng giặt đồ sân thượng phía sau cho anh chị phơi đồ. Căn nhà quá là đầy đủ công năng rồi. Sân thượng rộng rãi thoáng mát nha quý vị. Giá tiền thì chỉ có 7 tỷ 400 triệu thôi. Căn nhà quá ok luôn. Phòng giặt rộng này, anh chị có thể để máy chạy bộ, máy tập gym ở đây cũng được. Rất là đẹp nha. Phía sau đây sẽ là khu vực phơi đồ. Phơi thoải mái ở đây, trên có là mái tôn, khung sắt, có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.